Lại nữa, chủ phương thần biến chủ nhất thiết được môn giải thoát, sẽ cứu hộ khắp hết thảy chúng sinh. Nghĩa văn ở trước chưa giảng xong, nay tiếp tục giảng, cho nên gọi là lại nữa. Vị biến chủ nhất thiết chủ phương thần, phương là phương hướng tức là mười phương là nơi ở của tất cả chúng sinh. Phương có sự phân biệt một phương, bốn phương, tám phương, mười phương. Bây giờ là biến trụ nhất thiết, có thể nói đến mười phương. Không có biến trụ nhất thiết thì có thể nói đến một phương. Mười phương thế giới đều là chỗ ở của vị chủ phương thần này. Vị này ở trong mười phương thế giới để làm gì? Phải chăng hy vọng người đốt cho mình chút hương, cúng kiến, lễ lạy, cung kính? Chẳng phải, vị này đắc được sức cứu hộ khắp tất cả chúng sinh. Phải chăng sức lực này chính vị này đắc được, chẳng phải là nhờ thần lực của Phật gia bị, khiến cho vị này minh bạch cảnh giới này, vị này đắc được môn giải thoát này. Cảnh giới và môn giải thoát này là một trong vô lượng pháp môn của Phật, cho nên vị này đắc được sức cứu hộ khắp hết thảy. Sức cứu hộ này là khắp hết thảy, chẳng có lựa chọn, chẳng có phân biệt. Chẳng phải nói chúng sinh này đốt hương cúng kiến và lễ lạy tôi thì tôi cứu hộ cho, còn chúng sinh kia không lễ lạy tôi, không cung kính tôi, thì tôi không cứu hộ họ. Chẳng phải như thế, mà là khắp hết thảy. Bất cứ cúng dường hay không cúng dường, chỉ cần chúng sinh có tai nạn, thì vị chủ phương thần này đến cứu bạn. Bất cứ có tai nạn hoặc không có tai nạn, vị này cũng đều đến cứu hộ chúng sinh. Nếu có tai nạn thì có thể làm cho tiêu tai nạn, không có tai nạn thì có thể khiến cho tai nạn không hiện tiền. Tóm lại, chúng sinh đã phát sinh tai nạn thì vị này cũng đến cứu. Chúng sinh sẽ phát sinh tai nạn thì vị này cũng đến cứu. Chúng sinh chưa phát sinh tai nạn thì vị này cũng đến cứu. Cho nên gọi là sức cứu hộ khắp hết thảy, không phân biệt chúng sinh thiện ác, cũng không lựa chọn chúng sinh thiện ác mà bình đẳng cứu hộ đồng đều. Cho nên gọi là môn giải thoát, sức cứu hộ khắp hết thảy chúng sinh. Chủ phương thần phổ hiện quang minh, được môn giải thoát, nghiệp thần thông, thành tựu biện tài giáo hóa tất cả chúng sinh. Vị phổ quang minh chủ phương thần này, quang minh hiện khắp trong mười phương, khiến cho tất cả chúng sinh trong mười phương thấy được quang minh này, thì thành tựu nghiệp thiện, thành tựu nghiệp thanh tịnh, thành tựu nghiệp thần thông. Thành tựu nghiệp thiện khiến cho tất cả chúng sinh sinh phát tâm thiện, làm công đức thập thiện, tu giữ năm giới. Thành tựu nghiệp thanh tịnh thì khiến cho nghiệp nhiễm ô của tất cả chúng sinh đều không, thì nghiệp thanh tịnh sẽ có sở thành tựu. Thành tựu nghiệp thần thông khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa ngu si, đắc được thần thông trí huệ. Cho nên nói vị này đắc được nghiệp thần thông, thành tựu biện tài giáo hóa tất cả chúng sinh. Nghiệp thần thông trợ giúp cho người tu đạo quả bồ đề, có thể dùng sở tác dĩ biện, đại sự dĩ tất, bất thọ hữu hậu.